Thế thì bây giờ tôi xin phép trình bày bài y học thực chứng trong tim mạch. Chúng ta đều đã biết là y học thực chứng đã làm thay đổi thế giới. Vậy thì y học thực chứng đã làm thay đổi thế giới như thế nào, và đặc biệt là thay đổi tim mạch như thế nào? Thì đây là một câu nói tôi nghĩ là rất hợp lý đối với chúng ta. Cách đây khoảng hơn 10 năm, khi mà tôi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, thì trong một bài diễn thuyết trước khi mà tốt nghiệp của các thầy cô ở trong trong ban giám hiệu, thì có một thầy hiệu phó có nói là những cái gì các bạn học là 5 năm 5 năm tới nó sẽ khác hẳn. Và thực thực tế khi mà ra ra hành nghề thì đúng là chỉ khoảng 2-3 năm thôi, lâm sàng và các xét nghiệm cũng như là các kiến thức nó đã khác hơn rất nhiều rồi, chứ không nói đến 5 năm. Trong cái thời đại mà khoa học bùng nổ như này, chúng ta sẽ thấy rằng là năm trước có khi lại khác năm sau rồi. Thì đây là một câu nói của một một người phụ trách của trường đại học y Harvard. Đây là người phụ trách đầu tiên, có thể nói là người hiệu trưởng đầu tiên về khoa y ở khoa y của trường đại học Harvard. Thì ông ấy có nói rằng là một nửa những cái kiến thức mà chúng tôi nói với các bạn ngày hôm nay, một nửa là sai và một nửa là đúng. Thế nhưng mà rất tiếc là tôi không thể biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Đấy, bởi vì là thời gian mới có thể chứng minh được cho chúng ta cái gì là đúng, cái gì là sai. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải cập nhật hàng ngày để biết được rằng những cái mà chúng ta trước đây chúng ta nghĩ là đúng, bây giờ có thể là không đúng nữa, và sau đó thì có thể là sai lầm. Chúng ta đều đã biết rằng là ngày xưa thủy tổ của chúng ta là ông tổ Hippocrates. Ông là người đã nghĩ ra cái trường phái y học hiện đại của chúng ta. Và trường phái y học hiện đại của chúng ta qua rất nhiều năm là điều trị bằng kinh nghiệm. Tức là chúng ta điều trị cho một bệnh nhân, chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm của chúng ta đã khá hơn một chút, áp dụng cho bệnh nhân sau. Từ đấy chúng ta có 100 bệnh nhân, chúng ta có 1.000 bệnh nhân. Ai mà càng có nhiều bệnh nhân thì người đấy có vẻ như là điều trị càng được nhiều, vì là số lượng rất là tốt. Đấy, thế ngày trước thì chúng ta điều trị bằng kinh nghiệm. Thế sau đó thì trong những năm gần đây, khi mà khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển, đặc biệt là Internet phát triển, thì bắt đầu người ta bắt đầu điều trị để dựa trên những bằng chứng, và y học thực chứng ra đời. Nó làm thay đổi cách thức chúng ta điều trị. Trước đây chúng ta điều trị bằng kinh nghiệm, bây giờ chúng ta sẽ điều trị bằng bằng chứng. Y học thực chứng thì ra đời vào những năm 1995, và nó dựa trên ba yếu tố, nó giống như là kiềng ba chân. Thứ nhất là chúng ta điều trị, chúng ta cân nhắc, một là bằng chứng y học, bằng chứng nào là tốt nhất. Thứ hai là kinh nghiệm của bác sĩ đối với những trường hợp những bệnh tật như vậy. Và thứ ba là chúng ta sẽ phải điều trị mà có sự hợp tác và có sự trao đổi với người bệnh. Như vậy là ngoài vấn đề bác sĩ, ngoài vấn đề về kiến thức ra, chúng ta cũng cần phải có những cái trao đổi, sự thừa nhận, sự nhìn nhận và sự lựa chọn của bệnh nhân cũng như là người nhà của bệnh nhân. Và từ đó ba cái yếu tố này nó sẽ đưa ra những cái quyết định về mặt lâm sàng. Thế thì các bước của y học thực chứng là gì? Khi mà các bạn gặp một trường hợp khó khăn, chúng ta có thể hội chẩn. Nhưng nếu mà chúng ta làm được những cái bước của y học thực chứng thì chúng ta sẽ đưa được ra những cái quyết định, và sau đó thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta được nhiều hơn. Đầu tiên là chúng ta đặt câu hỏi. Và câu hỏi nào là một câu hỏi có thể trả lời được, là một cái cách mà về sau các bạn sẽ phải học. Làm sao để đặt đặt ra một câu hỏi có thể trả lời được. Đặt ra một câu hỏi trước một cái tình huống lâm sàng, một trường hợp một bệnh nhân khó. Ví dụ một bệnh nhân quá liều thuốc chống đông, bình thường bệnh nhân đấy sẽ chảy máu ở răng răng lợi này, chảy máu ở đường tiêu hóa, chảy máu ở ở não rất nhiều. Bây giờ bệnh nhân quá liều thuốc chống đông này, người ta lại chảy máu ở cơ sau phúc mạc, và cái bệnh nhân chảy máu đấy nó mất máu rất nhiều, nó trướng bụng lên. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với trường hợp bệnh nhân như này? Thế thì nếu mà các bạn đặt câu hỏi là chảy máu do quá liều thuốc kháng vitamin K ở phía sau phúc mạc, và sau đấy các bạn đưa vào internet, thì các bạn sẽ tìm được ra những cái trường hợp bệnh nhân như vậy, và chúng ta sẽ xem khi nào bệnh nhân sẽ phải có chỉ định mổ để dẫn lưu ra. Đấy, khi nào thì điều trị bảo tồn, bởi vì chúng ta biết rằng là máu tụ sau phúc mạc nó sẽ gây ra hiện tượng tăng áp lực ở bụng, và nếu như hiện tượng tăng áp lực ở bụng nó vẫn cứ tiếp tục nó tiến triển thì lúc bây giờ nó ảnh hưởng đến tới máu tạng, bao gồm có gan, bao gồm có thận, và bệnh nhân có thể nặng lên rất nhiều. Và nếu như mà chúng ta khi nào chúng ta phát hiện ra được đã có biểu hiện của tổn thương tiểu cầu tạng, chúng ta tiến hành mổ dẫn lưu máu tụ. Đấy, khi nào mà chưa có những biểu hiện như vậy, chúng ta điều trị nội khoa bảo tồn.
Và như vậy là chúng ta phải đặt ra những câu hỏi mà có khả năng trả lời được, những câu hỏi tường minh. Bước thứ hai, sau khi đặt câu hỏi vào trong internet xong, chúng ta sẽ tìm kiếm bằng chứng. Đấy, tìm kiếm bằng chứng như thế nào thì hôm qua bác sĩ Minh cũng đã nói rất rõ rồi, chúng ta có rất nhiều các công cụ tìm kiếm. Đấy, có từ Google cho đến Medline, và những công cụ tìm kiếm như thế nào sẽ mang lại hiệu quả. Đấy, thì bây giờ người ta dùng Medline và cách thức như thế nào để chúng ta có thể download được tài liệu đó về, đọc tài liệu đó. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đánh giá mức độ bằng chứng. Thì bác sĩ Tuấn hôm qua cũng đã trình bày rồi, làm sao để chúng ta đánh giá được, chúng ta phản biện được một cái bài báo, một cái bằng chứng như vậy. Đấy, thì tất cả các vấn đề như vậy thì chúng tôi đều đã thiết kế ở trong những cái phần trước rồi. Bước thứ tư là sau khi chúng ta đọc, chúng ta đánh giá, chúng ta sẽ áp dụng những cái bằng chứng đó vào trong cái điều trị của chúng ta. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ đánh giá xem hiệu quả của cái việc điều trị đấy nó như thế nào. Thế thì đây là một cái quy trình của y học thực chứng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt câu hỏi, rồi là tìm kiếm bằng chứng, đánh giá bằng chứng, đưa ra quyết định lâm sàng và đánh giá lại bệnh nhân. Và lưu ý rằng là đây là một cái quá trình liên tục chứ không phải là một quá trình một chiều. Và sau khi đánh giá lại bệnh nhân, nếu như mà chúng ta lại có những cái vấn đề khác, chúng ta lại tiếp tục đặt các câu hỏi và lại tiếp tục tìm kiếm bằng chứng. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta điều trị bệnh nhân, khi mà chúng ta tìm kiếm được những cái bằng chứng, chúng ta tìm kiếm được những cái tài liệu, tìm kiếm được nếu như mà có khuyến cáo được thì tốt, thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân, hơn là cái việc mà chúng ta đoán rằng câu chuyện của bệnh nhân nó sẽ đi đến như thế này, câu chuyện của bệnh nhân nó sẽ đi đến thế kia. Nhưng nếu chúng ta có bằng chứng thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì đây là cái quy trình của y học thực chứng, và các bạn lưu ý rằng đây là một quy trình chúng ta rất dễ áp dụng. Và người ta thấy rằng là những quy trình như này chúng ta chỉ mất độ khoảng 10 giây thôi. Chúng ta chỉ mất độ 10 giây thôi khi mà các bạn làm quen thành thục. Và mất khoảng 10 giây như vậy nhưng mà nó sẽ làm thay đổi 2/3 các quyết định lâm sàng của các bạn. Người ta đã chứng minh được điều đấy. Vậy thì chúng ta hãy áp dụng những cái việc như vậy. Chúng ta sẽ tìm kiếm tài liệu tham khảo, chúng ta đánh giá mức độ bằng chứng. Bây giờ hiện tại các bạn có thể chưa có kinh nghiệm, nhưng mà về lâu về dài khi các bạn làm quen dần, các bạn chỉ cần đọc bài báo trong vòng 1 đến 2 phút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Đấy. Các bạn chỉ được đọc bài báo trong thời gian đấy thôi. Chỉ được 1 đến 2 phút là các bạn phải nhận định được đây là một bài báo như thế nào, có áp dụng được hay không. Đấy, thì chúng ta cần phải có kỹ năng. Chúng ta sẽ dần dần áp dụng. Đây là mức độ bằng chứng để nói được là cái độ tin cậy của chúng ta, những cái tài liệu của chúng ta tìm được đến đâu. Đầu tiên, mức độ bằng chứng yếu nhất đấy chính là các nghiên cứu ca bệnh hoặc là những cái ý kiến chuyên gia. Đấy. Thì đây chỉ là những cái nghiên cứu mang tính chất là mô tả thôi. Tức là gì? Nhìn thấy gì chúng ta mô tả như thế. Đấy. Sau đấy lại tiếp tục là nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu loạt bệnh, tức là nhiều hơn một chút, với số lượng nhiều hơn một chút, kinh nghiệm khá hơn một tí. Đấy, thì chúng ta sẽ có nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu loạt bệnh. Sau đấy là nghiên cứu bệnh chứng, rồi nghiên cứu thuần tập. Và nếu mà chúng ta mà có được những cái bằng chứng từ những cái nghiên cứu can thiệp, những cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng thì rất tốt. Đấy, bởi vì là sao? Ở đây người ta, cái nhóm nghiên cứu người ta chia làm hai nhóm, và các bệnh nhân là hoàn toàn ngẫu nhiên và cái kết quả rất đáng tin cậy. Lát nữa chúng ta sẽ nói về một số những cái nghiên cứu mà nó không có tính ngẫu nhiên. Rồi nếu như mà bằng chứng đó lấy ra từ nghiên cứu cộng gộp thì bằng chứng đó còn tốt hơn nữa. Đấy, thế thành ra là khi mà các bạn đọc một bài báo, tùy theo bài báo đó là viết theo 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 những cái nghiên cứu như thế nào, ví dụ nghiên cứu ca bệnh, nghiên cứu loạt bệnh, nghiên cứu bệnh chứng hay là nghiên cứu thuần tập, thì chúng ta sẽ có những cái mức độ bằng chứng khác nhau. Nếu như mà chúng ta áp dụng điều trị theo những cái nghiên cứu cộng gộp thì chúng ta vô cùng tin tưởng. Thế còn nếu mà chúng ta áp dụng điều trị theo những cái nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu loạt bệnh thì chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Đấy. Và nếu mà chúng ta tìm được tài liệu tốt hơn một chút nữa thì chúng ta thử tìm xem nó còn có những cái mà nó còn thiết kế được tốt hơn không. Nhưng mà lưu ý rằng những cái bệnh phổ biến thì người ta mới có thể làm được những cái nghiên cứu cộng gộp, nghiên cứu ngẫu nhiên. Thế còn những cái trường hợp bệnh rất là hiếm gặp, rất là ít gặp như vậy, thì đôi khi người ta chỉ báo cáo thành những loạt bệnh thôi, chứ hiếm khi mà người ta chia ngẫu nhiên được. Đấy. Hoặc là những cái xử lý về bệnh nhân bị xuất huyết não chẳng hạn. Chúng ta tưởng tượng rằng xuất huyết não do quá liều chống đông cũng nhiều đúng không? Nhưng hiện tại chúng ta không thể tìm được một cái nghiên cứu cộng gộp nào, bởi vì đạo đức nghiên cứu người ta sẽ không cho chúng ta làm những cái việc như vậy. Đấy, thế thành ra là chúng ta cũng vẫn phải dựa vào những cái báo cáo một loạt những trường hợp. Thế thì đây là những cái mức độ khuyến cáo cũng như là chứng cứ. Thì chúng ta thấy rằng là
hội tim mạch Mỹ và hội tim mạch châu Âu khá là thống nhất ở trong một cái quan điểm. Và các hội khác thì có thể khác nhau một chút, ví dụ các bạn ở chuyên ngành hô hấp các khuyến cáo khác nhau, các mức độ bằng chứng khác nhau, mới ở nội tiết khác hơn một chút, nhưng về tim mạch thì là như thế này. Thứ nhất là mức độ bằng chứng A. Nếu như mức độ bằng chứng A tức là gì, lợi ích lớn hơn hẳn so với nguy cơ. Nếu các bạn áp dụng biện pháp đấy, lợi ích tôn hẳn yếu tố nguy cơ. Nếu như mà xin lỗi, đấy là khuyến cáo loại một, tức là lợi ích lớn hơn hẳn yếu tố nguy cơ, khuyến cáo loại một. Thì nếu như mà một cái nghiên cứu nào đấy mà chứng minh được một cái biện pháp điều trị là lợi ích lớn hẳn yếu tố nguy cơ thì cái nghiên cứu đó sẽ được xếp vào là một. Tiếp theo là lợi ích lớn hơn yếu tố nguy cơ nhưng mà chưa chắc là lớn hơn hẳn, đấy thì là 2A. Thế còn lợi ích lớn hơn hoặc bằng nguy cơ thì là 2B, và nếu như mà lợi ích ít hơn nguy cơ, tức là nếu mà chúng ta áp dụng biện pháp đó thì nguy cơ nó sẽ nhiều hơn, thì là 3, tức là chống chỉ định. Đấy. Ngày trước chúng ta học thì có chỉ định và chống chỉ định, nhưng mà chúng ta thấy rằng là giữa hai cái khoảng đấy thì nó còn tồn tại một cái thế giới nữa, đấy là sự không chắc chắn. Và sự không chắc chắn trong những chẩn đoán cũng như là điều trị thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề đấy là những cái vấn đề mà người ta sẽ tranh cãi. Và có rất nhiều những cái cuộc hội thảo người ta sẽ tranh cãi là theo tôi ý kiến này là tốt, thì một ông khác lại đứng lên theo tôi ý kiến sau mới là tốt. Đấy, thì hầu hết tất cả những cái chẩn đoán hoặc những cái điều trị mà rơi vào cái ô 2A hoặc là 2B, đặc biệt là 2B, là những cái mà sẽ gây ra những cái tranh cãi. Và chúng ta thấy rằng là để chúng ta áp dụng được một cái biện pháp nào đấy thì ngoài bằng chứng ra, chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ ở bệnh nhân, và chúng ta cần phải trao đổi với người nhà của bệnh nhân. Thế còn đối với mức độ chứng cứ thì người ta chia theo A, B, C. A là gì? A là mức độ chứng cứ lấy ra từ nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên hoặc là từ một thử nghiệm meta analysis. Hôm qua chúng ta đã học meta analysis rồi. Nếu như mà chứng cứ đó lấy ra từ nghiên cứu meta analysis hoặc là những chứng cứ đó lấy ra từ nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thì đấy là mức độ bằng chứng A. Và nếu chúng ta thấy rằng là nếu một bệnh nhân nào đấy có chỉ định 1A, ví dụ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vào viện chỉ định 1A, tức là gì? Lợi ích lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ, và cái bằng chứng đấy lấy ra được từ rất nhiều các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, và như vậy bệnh nhân đấy sẽ có chỉ định để làm. Tiếp theo là mức độ chứng cứ B. Mức độ chứng cứ B tức là lấy ra từ nhiều thử nghiệm nhưng mà nó không có ngẫu nhiên. Đấy. Mức độ chứng cứ C thì đấy chính là các ý kiến của chuyên gia hoặc là những cái thử nghiệm mà được thiết kế với cái mức độ bằng chứng nó không được tốt lắm. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà bằng chứng là A thì rất tốt, bằng chứng B thì là chưa tốt bằng, và bằng chứng C là tệ nhất. Thế thì theo các bạn, mức độ nào là mức độ mà nguy hiểm nhất cho bệnh nhân? Ba gì? Ba gì nhỉ? Ba A. Vì sao? Ba A là đã lấy ra được từ những thử nghiệm ngẫu nhiên, rất nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng hoặc là từ meta-analysis. Thế thành ra là nếu như mà bệnh nhân nào mà rơi vào 3A, tức là không được và cấm, chúng ta không được sử dụng. Sau đấy là 3B và cuối cùng là 3C. Thế còn tốt nhất thì là 1A, 1B, rồi là 1C. Đúng không nào? Đấy. Trong tim mạch nó là như vậy. Thế còn đối với các chuyên khoa khác thì đôi khi nó khác một chút. Sản khoa người ta còn chia theo khác nữa cơ. Đấy. Thế thì các bạn ở chuyên ngành nào, các bạn nên tìm hiểu xem chúng ta sẽ người ta sẽ chia như thế nào. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là mặc dù người ta chia như vậy nhưng mà thực tế khi mà áp dụng vào lâm sàng thì đôi khi có những tình huống rất khó. Ví dụ chúng ta gặp đấy là những cái ca bệnh hiếm, những ca bệnh hiếm rất ít gặp. Thì khi những ca bệnh hiếm như này thì người ta hiếm khi người ta làm được những cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, hiếm khi người ta làm được những cái nghiên cứu meta analysis, và như vậy là rất khó khăn để chúng ta tìm kiếm bằng chứng. Đấy. Và thường những cái trường hợp hiếm như này sẽ không có guideline, sẽ không có guideline hướng dẫn. Ví dụ một bệnh nhân bị sốt huyết não do quá liều chống đông, các bạn có tìm được guideline hướng dẫn để điều trị sốt huyết não do quá liều chống đông không? Không thể có. Các bạn có tìm được guideline hướng dẫn cho bệnh nhân mà bị chảy máu, ví dụ như là chảy máu bàng quang hoặc là bị sốt huyết tiêu hóa do sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu không? Rất hiếm, gần như không có chỉ định 1A, bởi vì người ta không làm các nghiên cứu về đạo đức nghiên cứu, người ta sẽ không cho phép chia ra làm hai nhóm.
để làm thử nghiệm đấy. Thành ra là rất 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 khó trong những trường hợp như vậy. Rồi là những cái bằng chứng còn tranh cãi đấy, thì nó thường nằm trong các chỉ định 2B. Các chỉ định 2B là những bằng chứng tranh cãi. Rồi là guideline của các tổ chức lớn không thống nhất với nhau. Ở tim mạch hiện tại chúng ta đang có hai tổ chức rất lớn mà không thống nhất với nhau về quan điểm chẩn đoán cũng như quan điểm điều trị. Các bạn có biết là về bệnh gì không? Bệnh gì rất phổ biến? Tăng huyết áp. Đúng rồi, tăng huyết áp. Hiện tại Hội tim mạch Mỹ khuyến cáo rằng là huyết áp trên 130 trên 80 thì là tăng huyết áp. Nhưng Hội tim mạch châu Âu nói rằng phải trên 140 trên 90 mới là tăng huyết áp. Đấy, hai hội đứng ở trên hai quan điểm hoàn toàn khác nhau và người ta đưa ra những cái định nghĩa và mức độ, người ta mức độ khuyến cáo về điều trị khác nhau. Tại sao Hội tim mạch Mỹ lại lấy số 130 trên 80? Bởi vì người Mỹ thấy rằng là tại cái mốc huyết áp là 130 trên 80 thì cái nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch, nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, tổn thương những cái biến cố đích là cao gấp 1,5 trên 2 lần. Và người ta lấy cái mốc đó 130 trên 80 là mốc để chẩn đoán. Thế còn Hội tim mạch châu Âu tại sao người ta lại lấy cái mốc 140 trên 90? Bởi vì định nghĩa của người ta khác. Người ta nói rằng tại cái mốc nào mà chúng tôi dùng thuốc, chúng tôi cải thiện được tỷ lệ tử vong, chúng tôi dùng các biện pháp can thiệp bằng lối sống cải thiện được tỷ lệ tử vong thì đấy là tăng huyết áp. Và như vậy chúng ta thấy rằng là hiện tại hai quan điểm nhìn của hai hội hoàn toàn khác nhau, và nó có một tồn tại thực tế là những bệnh nhân nào mà có huyết áp từ 130 đến 140, từ 80 đến 90, nếu mà nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình, chúng ta dùng thuốc hạ huyết áp chưa chắc chúng ta đã cải thiện tỷ lệ tử vong. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất nhiều các vấn đề, rất nhiều những cái khoảng mà chúng ta nghĩ rằng là từ trước đến giờ chúng ta áp dụng, nhưng mà chúng ta thực tế là chúng ta đôi khi rất mù mờ, và chúng ta nghĩ rằng tăng huyết áp là vấn đề rất dễ, nhưng thực tế tăng huyết áp là một vấn đề cực kỳ khó. Đấy. Rồi là áp dụng lâm sàng không ai giống ai. Ví dụ cùng dùng ức chế men chuyển nhưng có những người ho, có những người không ho, có những người ho rất sớm nhưng có những người ho rất muộn. Đấy. Cùng dùng thuốc cản quang để chụp mạch vành nhưng có những người phản vệ, giống như mấy trường hợp mà cách đây khoảng mấy tuần chúng ta thấy đấy. Nhưng có những người chẳng bị làm sao cả. Đấy. Cùng dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép, có những người bị chảy máu nhưng cũng có những người không bị chảy máu. Đấy, thế thì vì sao nó lại như vậy? Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái hình nó nêu ra là phần trăm đáp ứng đối với thuốc, và chúng ta thấy rằng là từng các loại thuốc khác nhau nó đáp ứng với từng cái loại bệnh khác nhau. Ví dụ như là đối với ung thư có thể tỷ lệ đáp ứng thuốc lên 75% đối với một số thuốc điều trị ung thư, nhưng mà những cái điều trị liên quan đến đến trầm cảm thì nó chỉ đáp ứng rất thấp, chỉ khoảng 38% thôi. Đấy. Và người ta đưa ra cái khái niệm là NNT. Hôm vừa rồi chắc các bạn cũng đã học về khái niệm NNT, tức là cái số lượng cần thiết để điều trị để đưa lại một cái kết quả tốt cho bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là chúng ta vẫn dùng Crestor cho bệnh nhân, đúng không nào? Cho những trường hợp bệnh nhân bị nguy cơ tim mạch cao, đã có biến cố tim mạch rồi, ví dụ như là tai biến mạch não rồi, nhồi máu cơ tim rồi. Nhưng hiệu quả của Crestor như thế nào? Thì người ta thấy rằng NNT là 20, tức là chúng ta áp dụng, chúng ta dùng Crestor, chúng ta dùng rosuvastatin cho bệnh nhân, cho 20 bệnh nhân thì chúng ta mới thu được một cái kết quả tốt, giảm được một cái biến cố tim mạch. Tương tự như vậy, chúng ta dùng esomeprazole để điều trị cái trào ngược dạ dày thực quản, chúng ta phải dùng cho 25 bệnh nhân chúng ta mới mang lại được một cái lợi ích về mặt lâm sàng. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là không phải bệnh nhân nào cũng 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 thu được cái kết quả tốt như chúng ta mong muốn. Mặc dù là chúng ta đã tìm kiếm bằng chứng tốt, mặc dù chúng ta đánh giá bằng chứng tốt, chúng ta sử dụng thuốc tốt, nhưng mà cái số lượng đáp ứng điều trị nó cũng không không phải là như chúng ta mong muốn. Và khuyến cáo có đúng cho mọi trường hợp hay không? Chúng ta thấy rằng là dù là khuyến cáo 1A đi chăng nữa, nó cũng chưa chắc đã đúng cho tất cả mọi các trường hợp. Bởi vì sao? Bởi vì khuyến cáo sẽ lấy ra từ những cái nghiên cứu, những nghiên cứu có quần thể lớn, và từ đó rút ra áp dụng và áp dụng cho cả cái quần thể rộng lớn hơn rất nhiều. Tức là chúng ta thấy rằng là một quần thể bệnh nhân được nghiên cứu và sau đó người ta sẽ áp dụng cho toàn bộ người dân. Đấy, thế thì chưa chắc đã đúng được cho tất cả mọi trường hợp. Và khi mà sử dụng thuốc cho một bệnh nhân thì nó sẽ có 3 trường hợp như này xảy ra: một, mang lại lợi ích; hai, không mang lại lợi ích; và ba là có tác dụng không mong muốn, có tác dụng phụ. Đấy, thế thì thường thì là khi mà chỉ định 1A chẳng hạn thì lợi ích đương nhiên là nhiều hơn,
Tuy nhiên thì cũng có một số những trường hợp mà chúng ta sẽ phải đón nhận những cái trường hợp tác dụng không mong muốn. Đấy, nhưng mà đương nhiên là số lượng đấy nó ít ít hơn rất nhiều. Thế thì có một cái hướng điều trị mới cho y học thực chứng của chúng ta. Ngày trước chúng ta dựa vào bằng chứng, là dựa vào các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, dựa vào meta-analysis. Thì bây giờ cái hướng đi trong tương lai là gì? Hướng đi trong tương lai đấy chính là cá thể hóa điều trị. Đấy, làm sao để chúng ta dự đoán, chúng ta biết được một cá thể điều trị tốt, đáp ứng tốt đối với một liệu pháp, thì đấy là cái quá trình cá thể hóa điều trị. Khái niệm cá thể hóa là gì? Thì đây là một cái lĩnh vực mới nổi của y khoa, và người ta dùng những cái công cụ chuẩn đoán hầu hết là dựa vào gen để người ta xem một bệnh nhân đấy có những đặc thù như thế nào và áp dụng cái thuốc đó điều trị thì nó mang lại hiệu quả lợi ích như thế nào, và hy vọng rằng cái hiệu quả lợi ích đó nó mang lại là tốt nhất. Thì đây là những cái khái niệm về về cá thể hóa điều trị thì của các hội khác nhau, nhưng mà tựu chung lại là hầu hết là đều phải dựa vào gen. Sau khi dựa vào gen xong thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp điều trị thích hợp. Và cái biện pháp cá thể hóa bây giờ thì người ta đã đưa ra một câu hỏi là: thế đã đến lúc mà chúng ta đã phải thay đổi cái nghiên cứu hay chưa? Chúng ta sẽ làm cái nghiên cứu trên một người, tức là một người nào đấy trước khi sử dụng sẽ làm gen để xem liệu pháp điều trị của người ta như thế nào, có tốt hay không tốt. Nếu mà không tốt thì có chuyển sang thuốc khác được không, có đáp ứng điều trị hay không. Và người ta đặt ra câu hỏi là: đã đến lúc mà chúng ta đã thay đổi cái nghiên cứu hay chưa? Nó cũng tương tự như cái việc mà chúng ta đang xử lý số liệu của chúng ta phải sử dụng P, đúng không nào? Bây giờ có rất nhiều các trường phái phê phán P, không sử dụng P nữa, sử dụng một thuật toán khác để đánh giá. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là càng ngày khoa học càng phát triển, và biết đâu đấy khoảng 50 năm nữa người ta sẽ không nghiên cứu khoa học dựa vào P nữa, người ta sẽ có những cái thuật toán khác để chứng minh được rằng cái hiệu quả của phương pháp điều trị đó nó là tốt hơn. Đấy. Thế thì đây là lịch sử phát triển của các biện pháp cá thể hóa. Thì chúng ta đều đã biết rằng từ lớp 11 chúng ta đã học từ năm 1950 là Watson và Crick phát hiện ra cái chuỗi xoắn kép. Sau đó thì người ta bắt đầu người ta làm dự án gen trên người, người ta hoàn thành dự án gen trên người, và từ năm 2000 đến nay thì người ta bắt đầu áp dụng cái cá thể hóa dựa vào phân tích gen để điều trị cho bệnh nhân. Về tim mạch của chúng ta thì như thế nào? Thì hiện tại thì chưa có nhiều lắm, nhưng mà các chuyên khoa khác, ví dụ như là các chuyên khoa liên quan ung thư phổi chẳng hạn, liệu pháp điều trị bằng tế bào đích, nếu như mà những cá thể nào bị ung thư mà có những cái đột biến gen như vậy, liệu pháp điều trị tế bào đích mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Một ví dụ nữa đấy là những cái điều trị về leukemia cũng mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà phát hiện được những cái đó thì cái biện pháp điều trị nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta thấy rằng là ngày trước để điều trị một bệnh nhân, người ta thấy rằng là thử nghiệm thấy rằng là sử dụng 100 mg điều trị cho bệnh nhân mang lại hiệu quả rất tốt. Nhưng nếu như mà chúng ta phân tích bằng gen, có những bệnh nhân sẽ phải điều trị với liều 500 mg, hầu hết bệnh nhân điều trị bằng liều 10 mg, nhưng có những bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng liều 10 mg là đủ. Đấy, hầu hết điều trị bằng liều 100, nhưng có những bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng liều 10 mg là đủ, nhưng cũng có những bệnh nhân phải điều trị với cái liều lượng cao hơn rất nhiều. Đấy, thế thì sau khi mà sử dụng biện pháp cá thể hóa điều trị thì chúng ta thấy rằng là sẽ mang lại lợi ích cho từng bệnh nhân, và hầu hết tất cả các bệnh nhân đều mang lại được lợi ích. Thế thì về tim mạch thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái bệnh lý tim mạch, đây là những cái gen mà người ta đã phát hiện được ra về bệnh lý tim mạch để người ta điều trị tốt hơn. Thì có rất nhiều các gen, có rất nhiều các bệnh lý để áp dụng điều trị, nhưng mà chúng ta thấy rằng là các gen đó, các bệnh lý đó hầu hết đều tập trung vào những cái gen mà liên quan đến các thuốc liên quan đến chống đông, bao gồm có các thuốc chống nguyên tập tiểu cầu, các thuốc chống đông. Thế còn những cái bệnh lý khác thì tương đối là hạn chế, tương đối là hạn chế. Đấy. Thế còn tiếp theo nữa là những cái phân tích về dưới nhóm của gen thì cũng chưa áp dụng đầy đủ. Và có một vấn đề đặc biệt đấy chính là khi mà chúng ta phân tích về gen như vậy thì cái biện pháp xử lý số liệu cũng như là những cái phương pháp xử lý số liệu nó không giống như là chúng ta vẫn xử lý số liệu như này đâu. Đấy là phương pháp khác. Và hiện tại thì những cái phương pháp mà áp dụng tốt nhất, những cái phương pháp xử lý số liệu liên quan đến gen để chứng minh được nó hiệu quả thì hiện tại là người ta vẫn chưa có một cái hiểu biết đầy đủ. Đấy.
Thế thì để hạn chế được những cái đấy thì bây giờ người ta sẽ dựa vào gì? Đấy chính là người ta sẽ dựa vào phân tích dưới nhóm. Đấy, dựa vào phân tích dưới nhóm để đánh giá những cái dưới nhóm. Hiện tại chúng ta áp dụng điều trị thì chúng ta sẽ cố gắng là xem là toàn bộ cái cá thể của cái nghiên cứu đó mang lại hiệu quả. Thế thì từng dưới nhóm đấy nó như thế nào? Ví dụ theo tuổi thì như thế nào? Theo giới thì như thế nào? Theo những tình trạng bệnh lý tăng huyết áp, không có tăng huyết áp, tiểu đường hoặc không có tiểu đường thì trường hợp nào mang lại lợi ích? Đấy, thế thì chúng ta có thể áp dụng vào 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 chúng ta áp dụng phân tích dưới nhóm và như vậy. Và thường thì với một bộ số liệu lớn các bạn phân tích dưới nhóm được, nhưng mà số liệu mà có cỡ mẫu nhỏ thì chúng ta không phân tích được. Tuy nhiên nó có một cái cạm bẫy là chưa chắc cái những cái phân tích dưới nhóm đã mang lại lợi ích đâu. Đây là một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu ngôi sao. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một ví dụ rất hay về phân tích dưới nhóm. Chúng ta đều đã biết là đối với bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim thì aspirin sẽ có tác dụng dự phòng thứ phát. Dự phòng thứ phát. Thế thì khi mà các nhóm tác giả đầu tiên làm chứng minh được rằng aspirin có tác dụng dự phòng thứ phát ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, người ta gửi đến tạp chí. Tạp chí rất là đồng ý, nhưng mà người ta các thành viên trong ban tòa soạn người ta yêu cầu là bây giờ các tác giả phải phân tích dưới nhóm. Các tác giả rất hợp tác với ba tòa soạn và họ phân tích dưới nhóm, họ làm khoảng hơn 40 dưới nhóm. Trong đấy thì người ta quyết định rằng người ta chứng minh rằng là phân tích dưới nhóm đôi khi không mang lại ích gì cả. Người ta quyết định phân tích dưới nhóm cho bệnh nhân theo từng chòm sao. Chúng ta biết rằng là có 12 chòm sao đúng không nào? Bây giờ chia cho các chòm sao để phân tích dưới nhóm xem thế nào. Thì các tác giả thấy rằng là những bệnh nhân nào bị nhồi máu cơ tim mà sinh vào chòm sao song tử hoặc chòm sao thiên bình chẳng hạn. Những người nào mà bị nhồi máu cơ tim mà sinh vào cái thời gian của chòm sao song tử và chòm sao thiên bình thì dùng aspirin chẳng có mang lại lợi ích gì cả. Đấy, thế thành ra là nếu như mà bắt người ta phân tích dưới nhóm, người ta phân tích đầy đủ, nhưng mà những bệnh nhân nào mà nhồi máu cơ tim mà là song tử và thiên bình thì sẽ phải có một cái dấu ở đầu giường, dấu chỉ ngôi sao. Đây, bệnh nhân này sinh vào chòm sao thiên bình và như vậy không cần phải dùng aspirin. Chúng ta thấy rằng cái việc phân tích dưới nhóm đôi khi mang lại lợi ích rất là lớn, nhưng mà đôi khi nó không mang lại lợi ích thì nhiều lắm. Thế thành ra là chúng ta cũng không không nên quá tin tưởng về phân tích dưới nhóm. Gần đây chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái nghiên cứu ở trong tim mạch, người ta giới thiệu là nghiên cứu thế giới thực. Vậy thì nghiên cứu thế giới thực nó như thế nào? Độ tin cậy của nó như thế nào để chúng ta có thể áp dụng trong lâm sàng? Thì chúng ta thấy rằng là nghiên cứu thế giới thực, đây là những cái nguồn dữ liệu để lấy để lấy thế giới thực. Thì nó gồm có hai dữ liệu, một là dữ liệu tiên phát và hai là dữ liệu thứ phát. Dữ liệu tiên phát thì chúng ta thấy rằng là khá hơn một chút, ví dụ đấy là những nghiên cứu sổ bộ, rồi là những cái nghiên cứu quan sát, rồi là những thử nghiệm đánh giá lâm sàng, hoặc là phối hợp giữa các giữa hồi cứu và nghiên cứu tiên cứu, nó giống như là các nghiên cứu của các bạn chẳng hạn, người ta sẽ lấy để là người ta làm nghiên cứu thế giới thực. Rồi là những cái dữ liệu thứ hai là những cái dữ liệu ví dụ như là những cái bản thăm khám điện tử y khoa này, rồi là những cái dữ liệu cá nhân này, rồi là những cái ngân hàng về sức khỏe đấy, rồi là những cái dữ liệu liên quan đến những cái thu thập về số liệu sức khỏe khi mà các bạn làm những cái tham gia những cái trò chơi ở trên mạng các thứ, thì người ta lấy toàn bộ những cái dữ liệu đó để làm những cái dữ liệu của nghiên cứu thế giới thực đấy. Thế thì người ta sử dụng những cái dữ liệu đó và chúng ta thấy rằng là những cái dữ liệu đó nó khác hẳn so với những dữ liệu mà những cái nghiên cứu của chúng ta vẫn đang thiết kế đấy. Thế thì thiết kế nghiên cứu thế giới thực thì chúng ta thấy rằng dữ liệu nó hoàn toàn khác và từ đó nó thiết đưa ra những cái thiết kế và những cái kết quả hoàn toàn khác. Đây là so sánh giữa nghiên cứu thế giới thực và nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Thì chúng ta thấy rằng là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng thì là những cái thực nghiệm hoặc là những cái can thiệp, thế còn đây là những cái quan sát và không có can thiệp. Thứ hai, đây là ngẫu nhiên. Đấy, ngẫu nhiên có đối chứng là ngẫu nhiên, thế còn đây là lấy mẫu không ngẫu nhiên. Và cái vì cái việc ngẫu nhiên như vậy thành ra là chi phí để hoàn thành nghiên cứu rất là cao, thời gian hoàn thành rất là chậm. Các đối tượng nghiên cứu ở trong này thường là những đối tượng hẹp, rất là nhỏ. Ví dụ các bạn trong đề tài của các bạn càng khu trú đối tượng được cụ thể thì kết quả càng tốt. Thế còn nếu mà chúng ta lấy đối tượng rất là rộng thì đôi khi nó sẽ gây ra những cái kết quả mà chúng ta xử lý rất là khó. Thế thành ra là đối tượng nghiên cứu của các bạn làm sao càng khu trú được càng tốt. Đối tượng hẹp, thời gian theo dõi rất là chặt chẽ các biến cố và biến cố đích rất là rõ ràng. Và những cái nghiên cứu này người ta sẽ đưa ra được những cái kết luận về nguyên nhân và hậu quả, và từ đó người ta sẽ xây dựng các khuyến cáo điều trị. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu thế giới thực thì là những nghiên cứu không ngẫu nhiên,
chi phí rất thấp đấy, bởi vì hầu hết là toàn lấy các dữ liệu đã có sẵn có hết rồi đấy, hoàn thành rất nhanh, đối tượng nghiên cứu rất là rộng, không có giới hạn về đối tượng, theo dõi không cần gì đặc biệt cả, biến cố đích rất đa dạng và phát và chúng ta thấy rằng là nó sẽ giúp chúng ta phát hiện tác dụng phụ ở rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mà không có chỉ định rõ ràng đấy, tức là những cái chỉ định off label và đánh giá thì hầu hết là nó không hình thành khuyến cáo, không thay đổi khuyến cáo, mà những cái nghiên cứu thế giới thực như này nó sẽ giúp chúng ta đánh giá về an toàn của một thuốc nào đấy, về chất lượng, về tuân thủ của một thuốc nào đấy. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái thử nghiệm lâm sàng, nó chỉ khu trú nhỏ nhỏ như này thôi. Nhưng sau khi mà một thuốc nào đấy được đưa ra ngoài thị trường thì ngoài những cái đối tượng ở trong những cái nghiên cứu như vậy còn rất nhiều những cái đối tượng mà chúng ta nghĩ rằng sẽ mang lại lợi ích, chúng ta tin tưởng rằng nó mang lại lợi ích, và những cái bệnh nhân mà sử dụng với chỉ định off label như vậy thì là những cái bệnh nhân mà ở trong cái nghiên cứu thế giới thực người ta sẽ đánh giá đấy. Và hạn chế của thế giới thực thì cái phương pháp này là một cái nghiên cứu nó không rõ ràng về cỡ mẫu, cũng như là nó có rất nhiều những cái sai chệch, đặc biệt là hiện tượng trùng lặp. Chúng ta thấy rằng là đối với nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, bệnh nhân lấy mẫu là hoàn toàn ngẫu nhiên và vì vậy nó tránh được cái hiện tượng trùng lặp. Đấy. Thế còn nghiên cứu thế giới thực thì rất nhiều các bệnh nhân sẽ nó trùng lặp về các đặc điểm, rồi nó sẽ không có hiện tượng về ngẫu nhiên, và nghiên cứu thế giới thực thì dữ liệu của nó rất là phức tạp, rất là hỗn độn, và hiện tại thì vẫn chưa có một cái biện pháp xử lý số liệu, một cái phương pháp xử lý số liệu một cách hoàn hảo để chúng ta đánh giá, để chúng ta có thể xử lý được một cái bộ nghiên cứu thế giới thực để mang lại một cái lợi ích tốt. Thế thành ra là hiện tại về nghiên cứu thế giới thực thì nó cũng có rất nhiều các nhược điểm mà chúng ta khi mà chúng ta đọc thì lưu ý rằng là dù kết quả rất tốt nhưng chưa chắc chúng ta đã áp dụng được tốt cho bệnh nhân của chúng ta, bởi vì là đấy là không phải là một nghiên cứu được thiết kế tốt, không phải là một cái nghiên cứu được đánh giá bằng những cái thuật toán tốt. Thế thì có rất nhiều những cái nhà khoa học ở trên thế giới người ta phản đối, người ta nói rằng là không được áp dụng nghiên cứu thế giới thực vào trong lâm sàng, đặc biệt là tim mạch, đặc biệt là trong tim mạch can thiệp, mà người ta nói rằng bắt buộc phải sử dụng những nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng thì mới có giá trị. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nghiên cứu thế giới thực dù sao nó cũng đóng góp vào một phần để cho các bác sĩ có một cái nhìn về một sự an toàn, một cái nhìn toàn diện hơn về những cái trường hợp mà nó không có chỉ định, những cái chỉ định off label, những cái chỉ định chưa rõ ràng đấy. Thì đấy là vai trò của nghiên cứu thế giới thực, và chúng ta thấy rằng là hiện tại thì ngoài những cái thiết kế nghiên cứu mà chúng ta vẫn được học thì nó có rất nhiều những cái thiết kế nghiên cứu khác mà trong tương lai 5, 10, 20 năm nữa người ta vẫn tiếp tục người ta phát triển, đặc biệt là những cái nghiên cứu liên quan đến cá thể hóa điều trị, liên quan đến liệu pháp gen, rồi là các nghiên cứu thế giới thực, và những cái nghiên cứu đó nó cũng góp phần vào sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà cái nhìn nhận của chúng ta đối với từng nghiên cứu là nó sẽ phải khác nhau, chứ không phải là chúng ta nghe người này trình bày nghiên cứu thuốc này là rất tốt, nghiên cứu này là rất tốt, người khác lại trình bày nghiên cứu thuốc này là rất tốt, thuốc kia là rất tốt. Nhưng chúng ta cần phải đánh giá một cách đầy đủ nghiên cứu này là nghiên cứu gì, thiết kế nghiên cứu như thế nào, thuật toán đã sử dụng hợp lý hay chưa đấy, có nhược điểm gì của nghiên cứu hay không. Bất kỳ một cái nghiên cứu nào người ta cũng đều có, người ta cũng đều trình bày là nhược điểm của nghiên cứu, và các bạn lưu ý rằng là chúng ta cần phải đọc kỹ cái nhược điểm nghiên cứu của từng nghiên cứu đó để xem là vai trò của nghiên cứu đấy nó đến đâu. Tóm lại, y học thực chứng đóng vai trò quan trọng trong cái việc chúng ta nâng cao chất lượng điều trị, và lưu ý rằng là chúng ta không thể có một cái áo mà cho tất cả các bệnh nhân cùng mặc vừa đấy, chúng ta cần phải cá thể hóa điều trị. Và cái việc cá thể hóa điều trị hiện tại thì người ta dựa vào liệu pháp gen, dựa vào liệu pháp gen thì mang lại hiệu quả lớn nhất. Nhưng nếu không có liệu pháp gen thì chúng ta có thể áp dụng dựa vào từng phân nhóm, từng dưới nhóm. Nhưng lưu ý, từng dưới nhóm như vậy đôi khi là không đúng, và chúng ta cần phải cân nhắc một cách hết sức cẩn thận. Nghiên cứu thế giới thực thì sẽ giúp chúng ta bổ sung các thông tin về hiệu quả, về an toàn của thuốc trong thực tế. Tuy nhiên thì nó có rất nhiều các hạn chế, đặc biệt là tính trùng lặp và tính không ngẫu nhiên. Và để đọc một cái nghiên cứu, để đánh giá một cái nghiên cứu như bác sĩ Tuấn vừa mới trình bày hôm qua rất khó, và các bạn cần phải làm nhiều, các bạn cần phải thực hành nhiều thì chúng ta mới có một cái kỹ năng để cố gắng về sau chúng ta chỉ cần đọc một nghiên cứu từ 1 đến 2 phút thôi là chúng ta biết được chất lượng của nghiên cứu đấy như thế nào.
mức độ áp dụng của nghiên cứu đấy như thế nào, bằng chứng của nghiên cứu ấy đến đâu đấy, để chúng ta có thể áp dụng vào trong lâm sàng của chúng ta. Và cảm ơn các bạn.